Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Chứng khoán cổ phiếu có phải là nghề bất thiện? Trên mạng, người ta chia sẻ các bài pháp của các thầy nói về chứng khoán và cổ phiếu là những ngành bất thiện. Nhiều người phản ứng thái quá. Nếu bạn kính trọng các bậc chân tu, phê bình người chơi chứng khoán hay cổ phiếu có thể gây tội vì đã vô tình gây oán với người khác. Ngược lại, bạn thích chứng khoán, thích cổ phiếu mà phê bình các thầy chưa suy xét đã phê bình ý của các thầy thì tội nghiệp có thể gấp ngàn lần. Trong kinh Phật ghi chép, tội phá hòa hợp tăng hay làm thân Phật chảy máu sẽ bị đọa địa ngục. Hãy quán xét trái ớt. Người không chịu được vì nó quá cay, người thiếu trái ớt ăn cơm không ngon. Phải chăng cảnh vật không tốt xấu, tốt xấu tự trong tâm? Lời của Ngài Tịnh Không nói rằng cổ phiếu là cờ bạc, không ít người phản đối. Bạn có thể lên Wikipedia tra về thầy Tịnh Không. Ngài là một bậc đại chân tu, đã ứng dụng Phật Pháp để thay đổi tuổi thọ và phước báo của chính Ngài. Khải Toàn có biết bao nhiêu gia chủ đã đau khổ cùng cực vì chứng khoán. Chưa một ai than rằng đau khổ vì Phật Pháp cả. Chứng khoán, cổ phiếu hay Phật Pháp tất thảy chỉ là phương tiện, quan bộ đánh giá tốt hay xấu, trừ khi bạn dành nhiều thời gian nghiên cứu các phương tiện này. Những phương tiện cổ phiếu chứng khoán có thể giúp con người giàu có và cả phá sản, nhưng Phật Pháp cho con người giác ngộ chân thiện và trí tuệ. Những người am hiểu chứng khoán hay cổ phiếu xem đó là một phương tiện, là một sự đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, tham điều gì có thắng có thua dễ dẫn con người đi vào u mê. Thắng thì muốn thắng nữa, thua thì muốn gỡ lại. Có mấy ai sáng suốt dừng lại khi thua hoặc khi thắng. Chứng khoán cổ phiếu ngũ hành thuộc thủy. Mệnh của bạn sinh mùa thu đông thường kỵ thủy, khả năng kiếm tiền bằng chứng khoán vô cùng thấp, cho dù mệnh của bạn có tiền của. Nhân quả thông ba đời, mệnh của bạn không có tiền thì dù chơi chứng khoán hay làm bất cứ ngành gì cũng không có tiền. Mệnh có tam phước hay không có thể thấy trong sinh thần bát tự. Hãy thử quán xét vì sao những thầy dạy kinh tế, dạy làm giàu, những giáo sư trong trường đại học họ dạy làm giàu, dạy kinh tế mà hiếm vị nào giàu có, cho dù họ tài giỏi, thông minh và chịu nghiên cứu. Vì mệnh của họ không có cái nhân tài phú. Không có cái nhân tài phú thì dù gặp duyên, gặp hoàn cảnh phù hợp cũng không thể kiếm nhiều tiền. Tuy nhiên, Phật Pháp chỉ cho bạn cái nhân ấy. Thông qua tu các pháp bố thí, nhân lành quả thiện là lẽ tự nhiên. Nếu bạn cảm thấy khó tin, muốn tìm hiểu xem mệnh của mình có tiền hay không, muốn biết mệnh của mình có phù hợp chứng khoán hay không, hãy dành tầm một năm nghiên cứu mệnh lý, tự xem sinh thần bát tự của chính mình và những người thân quen, tự bạn có câu trả lời. Chứng khoán, cổ phiếu, Phật Pháp, tất cả đều là phương tiện. Kinh Phật có ghi tất cả các pháp đều bình đẳng. Bình đẳng thì không cái nào hơn cái nào, do chính mọi người dùng phương pháp ấy ra sao. Không nghiên cứu Kinh Phật, nghe thầy bảo chứng khoán cổ phiếu là không tốt, bạn lao vào khẩu chiến. Như thế đã tự làm thân ngữ ý của chính mình bị nhiễm ô, quá dễ dàng bị lôi kéo lên sàn diễn, diễn những vở diễn mình không chủ động. Người quá dễ giận dữ, người chỉ thấy toàn lỗi của thế gian, chính là người đau khổ. Vì không còn thấy lỗi của chính mình, không thấy lỗi của mình, làm sao mà tu sửa. Người dễ bất bình sẽ sinh từ trường tiêu cực, chiêu cảm với những người cùng năng lượng với mình. Hãy thử quán xét trong đời sống hàng ngày, mình yêu thích gì, thường tham gia những hội nhóm trên mạng xã hội như thế. Muốn có từ trường lành, tự bản thân mỗi người phải tu pháp lành, nói nghĩ điều lành. Mệnh có tiền sẽ có tiền. Hành nghề nhân văn mang tính giúp người, phước sẽ tăng. Hành nghề làm người than oán, phước sẽ giảm. Kiếm tiền chân chính lại còn biết bố thí. Thí tài, thí pháp, thí vô ý, đó chính là phước huệ song tu. Một vị gia chủ sinh tháng 12 năm 85, mệnh kỵ thủy. Thời hoàng kim của anh ta kiếm được vài nghìn đô một ngày. Anh có một kênh game trên YouTube cho người nước ngoài xem. Sau hơn một năm kiếm rất nhiều tiền trên một nền tảng video này, vì một lý do nào đó kênh đã bị chặn kiếm tiền.
Từ đó anh bắt đầu tìm hiểu chứng khoán. Ban đầu chơi rất nhỏ, mua những mã có biên độ cao, trong tháng đầu tiên luôn có lời. Lòng tham trỗi dậy, anh mạnh tay hơn, càng mua càng lỗ. Trong vòng 3 tháng nướng toàn bộ số tiền lớn có được trước kia và vay mượn cả của người thân. Mệnh của anh vốn kỵ thủy, lao đầu vào ngành nghề kiếm tiền thuộc thủy, không làm chủ được lòng tham thắng thua, không chỉ bị mất hết số tiền lớn mà còn mang nợ. Các bạn hãy sáng suốt và suy ngẫm, vì sao đời này nhiều người kiếm tiền rất dễ dàng, có người lại kiếm tiền rất khó khăn, có phải là do số mệnh? Phong thủy gọi là số mệnh, Phật pháp gọi là vận mệnh. Đã số mệnh thì không thể thay đổi, nhưng vận mệnh thì hoàn toàn có thể thông qua các pháp bố thí, nội thí hay ngoại thí. Tuy nhiên, người quá dễ nóng giận, dễ bất bình với những người khác, dễ bị kéo lên sàn diễn của cuộc đời. Trước tiên hãy bố thí cho chính mình sự thanh tịnh bằng con đường học Phật, hành thiền, buông xuống chấp ngã, để tự mình tìm thấy ánh sáng bên trong tâm hồn, để xem tất cả các pháp đều là Phật pháp. Hãy toàn chân thành khuyên chư vị, dùng phương tiện gì kiếm tiền cũng được, không làm người than oán sẽ không tổn phước. Nhưng nếu dùng thêm phương tiện Phật học, quả là một trí. Nếu bạn tin vào pháp của Phật, muốn khuyên nhủ người thân, họ hàng, bạn bè mà họ không nghe theo, xin đừng phiền não. Phước duyên mỗi người khác nhau, vì Phật có dạy, Phật pháp chỉ độ cho những người có duyên. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.